Thưa quý vị, vào cuối giờ chiều qua, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 trực tuyến với các ngành địa phương để triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Báo cáo tại cuộc họp, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết thành phố vừa ghi nhận trường hợp nghi mắc COVID-19 làm nghề bảo vệ trú tại phường Thạc Gián, quận Thanh Khê. Qua xét nghiệm sàng lọc tại bệnh viện gia đình thì dương tính với SARS-CoV-2. Theo điều tra dịch tễ, trường hợp này tiếp xúc với lái xe chở hàng đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời tiếp nhận thông tin từ CDC Nghệ An, ngành y tế Đà Nẵng cũng đã triển khai các biện pháp can thiệp y tế liên quan đến một trường hợp ở Nghệ An qua test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp này trước đó từng bán vải tại chợ đầu mối Hòa Cường và chợ Hòa Khánh. Trong ngày hôm nay, ngành y tế và các địa phương đã khẩn trương điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp F1 và F2. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh yêu cầu ngành y tế phối hợp với các sở ngành, cơ quan thông tấn, báo chí, thông tin chính xác, nhanh chóng về ca nhiễm COVID-19 mới và những trường hợp liên quan, đồng thời tăng cường điều tra dịch tễ, truy vết các F1, F2 liên quan đến hai trường hợp mắc COVID-19 nói trên. Mỗi địa phương chủ động cách ly các trường hợp F1. Khẩn trương là truy vết, điều tra F1, F2, F3, tất cả các đối tượng có liên quan ở trên địa bàn quận mình này, thông báo cho các quận bạn này, quận huyện bạn này và thông báo cho các địa phương khác nằm ngoài Đà Nẵng của chúng ta biết để mà tổ chức cho đồng bộ. Cái thứ hai là tập trung xét nghiệm các đối tượng nguy cơ cao, đề xuất luôn, xây dựng kế hoạch. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh yêu cầu tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống dịch, trong đó tập trung kiểm soát tốt người về từ các địa phương khác, đặc biệt liên quan đến hoạt động vận tải, giao thương, với tinh thần không ngăn sông cấm chợ nhưng phải đảm bảo phòng chống dịch. Giao Sở Thông tin và Truyền thông thành phố chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tham mưu hoàn thiện công cụ quản lý việc khai báo y tế điện tử để chủ động ngăn ngừa từ sớm từ xa. Người đứng đầu các cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm trước lãnh đạo thành phố về việc giám sát quản lý người từ các địa phương khác đến cơ quan đơn vị mình làm việc.